Xin chào các bạn. Hôm nay trong khi đi rừng để lấy cây thuốc thì mình có bắt gặp một cây thuốc rất quý các bạn ạ. Cây thuốc mình giới thiệu với các bạn hôm nay chính là cây mẫu đơn nha các bạn nha. Cây mẫu đơn, nó còn có tên gọi khác là cây bông trang. Nhưng mà trong cái dòng cây bông trang thì nó có rất nhiều loại các bạn ạ. Bông trang trắng, bông trang đỏ, bông trang vàng. Nhưng mà cây thuốc mình giới thiệu với các bạn hôm nay chính là cây bông trang trắng rừng các bạn nhé. Chứ không phải là cây bông trang cảnh ở nhà đâu. Đây mình quay thật gần cái phần thân cành lá để các bạn xem. Đây chính là phần lá của cây bông trang này các bạn. Lá mặt trên thì có màu xanh sẫm. Mặt dưới thì xanh nhạt hơn. Lá cây bông trang thì có hình mũi mác các bạn ạ. Hai mặt lá thì đều nhẵn. Ngọn lon của cây bông trang thì nó có màu nâu đỏ như này các bạn nhé. Và nó có những khía nứt nẻ này. Còn cái phần thân già thì nó chuyển sang màu xám như này này các bạn này, nâu xám như này. Cây bông trang này là một cây rất thuốc rất quý hiếm. Nó được sử dụng trong kinh nghiệm dân gian. Rất ít người biết dùng cây bông trang này các bạn ạ. Mà nó cũng hiếm lắm. Nó có tác dụng chữa trị về thận, về bệnh thoái hóa, đau nhức xương khớp. Nói chung là một vị thuốc rất quý hiếm. Bên cạnh đây cũng có một cây nữa này các bạn. Cây thuốc này thì bây giờ là hiếm lắm. Hai cây này thì mình để đây. Đến đầu năm mình sẽ đánh về nhà để bảo tồn. Còn nếu mà để ở đây thì sớm muộn người ta sẽ đánh mất. Một cây thuốc rất quý hiếm. Ôi mình xin chào tạm biệt các bạn.